Rồi, mình cho một chàng vỗ tay được không? Wow, hôm nay rất là đông luôn, các bạn nhỏ nè, cùng với lại các cô, các bà nè đang đến đây để mà nhận những cái phần xôi mặn rất là thơm ngon luôn. Đến từ Mạnh Thường Quân, đó là bạn giấu tên ở Singapore nha các bạn ơi. Đây, wow, hấp dẫn quá. Dạ, nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả các cô, chú, anh chị và các bạn nha. Xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì bốn chị em tụi con rất là vui mừng và hạnh phúc luôn khi mà được thay mặt cho Mạnh Thường Quân, đó là bạn giấu tên ở Singapore, trao tặng đến cho các bà con ở xóm Khmer 200 phần xôi. Dạ thì trong đó là sẽ có là 170 phần xôi mặn nha. Xôi mặn thì sẽ bao gồm là những cái miếng chả lụa nè, rồi ở đây là lạp xưởng, rồi có trứng cút nè, rồi thêm nữa là có trứng vịt nè, rồi có thêm trà bông, và cái phần này là nước sốt. Đặc biệt hơn nữa là ở đây sẽ có một cái thùng xôi nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Dạ thì mỗi cái phần xôi mặn này có giá là 15.000 đồng đó, cộng thêm nữa đó là sẽ bạn giấu tên ở Singapore đó, rất là thương sư thầy ở chùa Khmer luôn, nên là muốn gửi tặng đến một cái mâm xôi này cho sư thầy. Thì ở đây tổng luôn là 30 phần, thì bạn có nói là 170 phần xôi mặn thì sẽ gửi cho các em nhỏ cũng như là những người lớn ở xóm Khmer. Còn ở đây lại là một cái mâm xôi như thế này, là trong đây là có 30 phần xôi, mà xôi này là xôi ngọt nha, xôi này là xôi giò. Thì bạn ấy muốn gửi đến cho sư thầy, thì xin mời tất cả các cô chú, anh chị và các bạn cùng lại đằng đây để mà mình được gặp sư thầy thay mặt cho bạn để mà gửi cái mâm xôi này nha. Đây, đây là xôi giò rất là ngon luôn. Thầy ơi! Con. Dạ! Hả? Con có thể bước lên đây được không thầy? Được. Con bước lên được ha. Con đi vô đây được không ạ? Được, được. Dạ được ha. Cái này là có một cái bạn giấu tên ở Singapore muốn dâng đến cho thầy một cái mâm xôi giò này. Dạ, để gửi tặng đến cho chùa Khmer nha. Chúc thầy ăn ngon miệng nha thầy. Con rồi. Dạ. Chúc may mắn con. Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ. Con xin phép thầy nha. Chiêm sắc và Phật tử. Và Phật tử tới phần đó đi con. Dạ. Cái này là bạn ấy muốn gửi tặng đến cho thầy á. Chiêm sắc cho bà con. Dạ, thầy thì nói là ăn không có hết, muốn gửi tặng đến á. Thì con xin phép thầy là con phát những cái phần xôi đằng kia. Rồi chút xíu mà có thiếu á, thì thầy chia bớt cho các em nhỏ đằng kia nha. Đúng rồi. Dạ, rồi con cảm ơn thầy, chúc thầy nhiều sức khỏe nha. Dạ. May mắn. Dạ. Tiếp theo cái dĩa đầu tiên này là sẽ gửi tặng đến cho ai đây? Xin mời bạn đầu tiên bước lên nha. Đây, chúc em ăn ngon miệng nha. Dạ, xin nói lại cho các cô chú anh chị các bạn được rõ về tổng cái số ở đây là 200 phần xôi thì có giá là 3 triệu đồng, trong đó thì mỗi phần xôi mặn sẽ có giá là 15.000 đồng nha. Nhóm phụ nữ miền Tây xin chân thành cảm ơn bạn giấu tên ở Singapore rất là nhiều luôn. Rồi, mời bạn tiếp theo. Lại đây, lại đây, lại đây. Đây, chúc ăn ngon miệng nha. Cảm ơn, giỏi. Rồi, xin mời. Em ơi. Đây, chúc ăn ngon miệng nha. Giỏi quá. Ủa, cái tô xôi nhìn quá hấp dẫn luôn. Nóng hổi vừa ăn luôn. Bạn giáo thân gửi tặng cho em nha. Cầm dễ cẩn thận nha. Bể dễ là không có đồ đựng xôi đâu. Đây, bạn giáo tên ở Singapore gửi cho em. Giỏi. Chúc em ăn ngon miệng nha cô bé. Giỏi quá. Đây, bạn giáo tên gửi cho em nha. Giỏi. Đưa vào tay để em bóp tiếp cho. Nay là được hai cái trứng cút nè, rồi được lạp xưởng, chả lụa, rồi trứng, rồi thêm trà bông nữa. Quá ngon luôn bà ơi. Cảm ơn nha. Dạ, nóng hỏi gì ăn luôn. Đi gì bánh cũng lâu quá, bà về rồi. Đây, bạn giáo tên ở Singapore gửi cho cô nha. Cảm ơn mấy cô. Dạ, chúc cô ăn ngon miệng ạ. Em bóc lạp xưởng cho. Đây, chúc ăn ngon miệng ạ. Rồi, Trúc ơi, Trúc có thích ăn xôi mặn không? Vậy Trúc quay qua đây, Trúc nói cảm ơn đi. Cảm ơn. Giỏi. Rồi, chúc em ăn ngon miệng nha. Rồi, giỏi quá.
Con chào bà. Dĩa là của bà vậy chị? Dĩa là của bà vậy? Sao vậy anh? Bà kêu bà đưa cái dĩa bà về rồi, lâu quá bà chạy về rồi. À. Rồi đây, bạn giấu tên ở Singapore gửi tặng cho cô nha. Dạ. Cái nào của bà vậy chị? Cái dĩa nào của bà vậy? Nhớ bà ơi, cái dĩa đi bà. Con dĩa đi. Dạ, bà lấy giùm con cái dĩa nha. Giỏi. Rồi xin mời bạn tiếp theo. Đây, giỏi. Thơm quá, ngon quá đi thôi. Rồi bạn ơi lại đây. Rồi con nói sao? Nói cảm ơn. Giỏi. Ôi có chừng nè, đừng có đụng cái này của cô nè, nó đổ đó. Wow, ngon quá đi. Rồi bạn giấu tên ở Singapore gửi tặng nha. Giỏi. Quá ngon luôn. Chúc em ăn ngon miệng nha. Giỏi quá. Nay đổi món xôi bà có thích không bà? Thích. Đảo xôi mà. Đảo xôi luôn bà. Bà ăn thử cái xôi mặn này coi ngon không nha. Món xôi hết nha. Dạ. Dạ, con chúc bà ăn ngon miệng ạ. Cảm ơn cô. Dạ. Đây, chúc em ăn ngon miệng nha. Cảm ơn. Giỏi. Đây, bạn giấu tên Singapore gửi tặng nha. Dạ. Ủa, cái dĩa này nhỏ quá. Dĩa này dễ thương quá. Dễ thương quá. Chúc bà ăn ngon miệng nha bà. Ui, xôi nóng hổi luôn á. Rồi, đưa đây, đưa đây. Bà cho bà cái này. À, cái này của bà ha. Rồi, mọi người nhường cho bà trước. Chúc bà ăn ngon miệng nha. Dạ. Đây, chúc em ăn ngon miệng nha. Giỏi. Đây, bạn giấu tên gửi tặng cho em. Quá giỏi luôn. Chúc bà ăn ngon miệng nha bà. Cái này phải của bà không? Đây, 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 đây. Tốt con nè, tốt con nè. Cảm ơn, giỏi. Ôi, tụi con cảm ơn bốn cô nha. Dạ. Cảm ơn chú nha. Dạ. Ngon quá đi. Đây bạn nhắn tên Singapore gửi cho em. Giỏi. Đây chị chúc em ăn ngon miệng nha. Giỏi. Nước sốt đó ngon lắm bà ơi. Đây chị chúc em ăn ngon miệng nha. Giỏi. Dạ con chúc bà ăn ngon miệng nha. Dạ. Đây của ai, cái tên này của ai? Con nói cảm ơn. Cảm ơn. Cầm cẩn thận coi chừng góp nha. Nè cô bé ơi. Nè đây 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 đây. Bạn ơi, bạn ơi. Đây. Giỏi. Bé nó nằm bể. Cái khay hộp nó để đâu vậy? Rồi đây, chúc hai mẹ con ăn ngon miệng nha. Lên đây với cô. Con làm bể vậy hả? Con làm bể cái tô hay cái dĩa? Không không nói chuyện được hả ta? Rồi con lên đây, lên đây, lên đây cô cho nè. Lên đây cô cho nè. Rồi dĩa này của ai? Dĩa này của ai? Con nói cảm ơn. Giỏi. Nè nè. Cái dĩa của con đó. Nè nè. Rồi cái dĩa đó của em đó. Rồi đây cái dĩa này của ai? Rồi. Đây này cô lấy đi ạ. Dạ. Ngon không? Ngon không? Rồi
Về nói mẹ đừng la nha, con lỡ làm bể chứ không sao. Không phải nha. Đúng rồi, con không được chen hàng nha. Rồi, xin mời con lên đây. Đây. Cảm ơn. Giỏi. Đây, bạn giáo tin Singapore gửi tặng nha. Dạ. Rồi, xin mời em. Đây, giỏi, xôi nóng hổi gì hỏi gì ăn luôn. Đây, chúc em ăn ngon miệng nha, giỏi. Rồi, xin mời lên đây. Đây, bạn giáo tên gửi tặng nha. Cảm ơn cô. Giỏi. Rồi, xin mời lên đây, nhìn có thấy ngon chưa? Thấy thích không? Rồi. Cảm ơn cô. Giỏi quá. Rồi, xin mời. Em ơi, lên đây nè. Cái dĩa này của ai? Dĩa này của ai? Rồi, đúng rồi ha. Cô. Giỏi. Đây, đưa dĩa cho cô. Tốt rồi. Em lấy cái tay em chèn cho đây, nha. Chúc em ăn ngon miệng nha. Dở quá. Ôi, rất là ngon luôn. Xôi mặn thì có lạp xưởng, có trứng cút, có trứng vịt nè, rồi có chà bông, rồi có chả lụa nữa. Lâu lâu đổi món thì ăn sẽ rất là hấp dẫn. Đây, của em đây, giỏi. Đây, chúc em ăn ngon miệng nha. Giỏi. Nóng kinh khủng. Nóng tàn nhẫn hơn á. Hỏi vừa ăn luôn. Trời, chị dùng miếng đó. Đây, bạn nhớ tên Singapore gửi tặng cho em. Còn ai chưa có xôi thì nhanh chóng lại xếp hàng để nhận nha. Không là tiếc lắm á. Đây, cô em này giỏi. Rồi, chúc em ăn ngon miệng nha. Giỏi. Rồi, chúc em ăn ngon miệng nha. Giỏi. Bãi ngon. Trời, nó nóng hơn cơm. Này, chúc em ăn ngon miệng nha. Nóng lắm. Rồi, cái tô này của ai? Của tôi. Tô này của bà hả? Của bà nè bà ơi. Chúc bà ăn ngon miệng nha. Dạ, dạ, cảm ơn bà. Con trắng này của ai? Đây, chúc em ăn ngon miệng nha, giỏi. Con thì con ở sao? Con ai chưa có không? Đây, cái này là của em. Phải không? Đúng chưa? Nó cái nắp nè. Mấy chú lui lại nha. Rồi, bạn nhớ tên Singapore gửi cho em nha. Giỏi. Rồi, chúc em ăn ngon miệng nha bé. Giỏi quá. Cái nếp nó dẻo. Nó dẻo lắm. Chịu khó lấy tay đều nha. Chút xíu nó mới ngon. Này, chúc em ngon miệng nha. Giỏi quá. Quá hấp dẫn luôn. Đây. Dạ. Đi lại. Hay, chúc em ăn ngon miệng nha. Giỏi. Chúc em ăn ngon miệng. Cảm ơn cô. Giỏi. Lúc đầu cũng chạy tới kia luôn vậy. Hả? Đâu? Dĩa của em này, dĩa này phải không? Nè bé ơi, đây. Nói cảm ơn. Giỏi. Rồi, xin mời. Đây, của em đây.
cảm ơn. Cảm ơn. Giỏi. Đây, mẹ yêu tên gửi cho em nha. Ông đi làm không? Chúc em ăn ngon miệng nha, giỏi. Ôi, chị Dung. Chị Dung làm gớt hết một cái trứng cút ơi. Dạ, chúc em ăn ngon miệng nha. Dạ. Ổn quá. Có thèm quá thì nói. Hả? Nóng, nóng. Dạ, nóng, nóng nha. Nóng lắm nha. Nóng bà nha. Dạ. Rồi rồi, để con lấy cho cô cái hộp. Này, chúc ăn ngon miệng à. Dạ. Rồi này cô ăn một cái là miếng ngắn nữa. Hai bà cháu đi. Bên đây luôn không? Rồi. Dạ, chúc ăn ngon miệng ạ. Dạ. Ông Quân nha. Dạ, ông Quân. Ông Quân là cảm ơn đó. Dạ. Cảm ơn đó. Ta chú ý đi. Dạ, chúc ăn ngon miệng ạ. Dạ, cảm ơn mấy cô nha. Dạ. Chú ơi, chú nhường cho cô bán vé số đi trước con nghe nha chú. Cho bả đi. Cho bả đi. Chúc ăn ngon miệng ạ. Cảm ơn cô. Cảm ơn mấy chú. Chú dặn dặn thêm cái bao tay đi. Thêm một cái bao tay nữa được. Ừ. Nhưng mà lát nữa đi hết. Dạ rồi. À, con chúc ăn ngon miệng nha con. Dạ không có chi đâu con. Dạ chúc chú ăn ngon miệng à. Dạ. Này cái này của em. Giỏi. Này, chúc em ăn ngon miệng nha. Cảm ơn cô. Giỏi quá. Rất ngon luôn. Chà bông mình lấy nhiều xíu nha. Đây, cái này của em. Giỏi, nóng nha. Đây, chúc em ăn ngon miệng nha. Giỏi. Nóng. Dạ rồi, bạn giáo tên ở Singapore gửi tặng. Dạ. Rồi, hết mọi người rồi, không còn ai nữa hết. Giờ là mình, cái này là mình phải di chuyển tiếp á. Không thể nào đếm được. Không đếm được. Dạ, cũng có 90 phần á. Cũng cả đó. Có cái gì dẫn không vậy? Em xin gió đây mình thấy ngon lắm. Rồi đợi chút xíu nha, đi đi đường xa phải không? Dạ coi đây đây. Đợi con chút xíu. Chị lấy cho cô cái hộp đi, cô đi xa đường xa lỡ đường. Có lòng thì cho hai hộp đi. Mỗi người một hộp giùm nha. Dạ. Nhưng mà phải dạ phải đến là nhận mới được à. Dạ đúng rồi. Đi thôi cho hộp. Dạ. Nóng. Nóng lắm. Phải có cái giá đâu. Đây. Móc giùm nha. Rồi vô hàng giùm đi ạ. Đấy, mượn to đấy. Kìa có hộp, kìa cổ có hộp, kêu nó gài xin đi làm cho nó. Ừ. Dạ, ra giùm đi ạ. Vô kêu lắc. Đây xin mời ạ. Dạ chúc ăn ngon miệng nha. Cảm ơn nha. Dạ. Rồi, cái tô này của ai đây ạ? À? Dạ, chúc ăn ngon miệng à. Dạ. Đây, chị ba. Dạ rồi, dạ. Chúc ăn ngon miệng à. Ai đi làm thì ra nhanh chóng ra nha. Không là con đi chỗ khác là tiếc lắm á.
Đây, chúc ăn ngon miệng ạ. À. Dạ, không có chi đâu ạ. Ôi, đâu rồi? Khách khách rồi. Có người ở đây mới được. Dạ. Đây, này là mấy cô đi làm mà lò gạch nên là không có gì đựng hết. À, kéo xe gạch phải không? Rồi, vậy là được. Dạ, vậy được ha. Ăn lần là hai tô ăn cái tô này của ai đây ạ? Cái tô này của ai? À, của luôn ha. Rồi, chúc ăn ngon miệng nha. Mấy cô đi làm lò gạch vui quá à. Chúc ăn ngon miệng nha. Luôn đi, cũng chồng kéo xe nữa. Chồng kéo xe ha. Thôi cái này trường hợp đặc biệt là mấy anh chồng đang đi kéo xe gạch ở chồng á, không có ra được. Nên là thôi gửi tặng hai hộp ha. Dạ rồi. Ngày trăng mặt trời. Chừng nào mới về làm vậy là tới mấy giờ mới về con? 10 giờ hả? Chúc ăn ngon miệng nha. Nhưng mà không có thì nó không có, nó không có gọi là xôi mặn. Nó bị là xôi lẹt. Chúc ăn ngon miệng nha. Dạ, còn ai nữa không? Mấy cô kêu lại luôn để thôi tụi con đi á. Đây, chúc ăn ngon miệng nha. Dạ. Làm từ mấy giờ đến mấy giờ? Năm mấy. Dạ, 5 giờ mấy đến 10 giờ. Dạ. Dạ, đây à. À, cái tô này của em bé hả? Đây của em nha. Giỏi. Bới hai hộp trước cho mấy chị đi làm. À, đặng đủ rồi quá. Dạ, đây à. Chúc ăn ngon miệng à. Dạ. Đủ rồi, cái tô của em bé. Đây. Đây, chúc ăn ngon miệng à. Dạ. Ôi, không có cái muỗng. Này, chúc em ăn ngon miệng nha. Giỏi. Ôi, sao nó lại có cái trứng cút này chị? Như là có được gọi là trứng cút không? Nó bị lột. Nó bị hư. Lột, nó bị bể. Cô bé tên Hương. Rồi, xin mời cô ạ. Nè cô. Ấn tượng. Dạ, chúc cô ăn ngon miệng nha cô. Dạ. Rồi bé ơi, xin mời em lên đây. Rồi, cái này của em. Giỏi. Còn Đạt là Đạt xin giùm cho ai? Đạt có thể nói cho mọi người biết không? Đó, ai Đạt? Hai người vô trong đó quét á. À, đang quét ở trên gọi là cái gì? Sala. À, Sala hả? Ở trên chùa nên là không có đi xuống được. À, ở bên kia một người, bên đây một người, là tổng là ba người hả? Chứ đó hai người. Hai người nữa hả? Là năm người ha, tổng là năm người ha, là đang quét ở trên đó không có xuống được. Nên là nhà Đạt xin giùm. Như vậy thì Đạt phải quay ra nói cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp chị nha. Dạ. Gì thở gì vậy? Đây. Hương à. Hương Hiệp Thanh tên gì? Hương. Hương à. Rồi đưa tô của em đâu? Thưa cái tô em ơi. Nào em đưa cũng tô. Đi trễ thế. Dạ. Rồi. Dạ. Chúc ăn ngon miệng nha. Bạn nhớ tên Singapore gửi tặng. Dạ. Cảm ơn cô. Giỏi. Yeah. Ăn lên. Chặt. Ngăn kêu em không nóng. chưa còn rồi, trứng chưa, còn trứng rồi. Để kiếm trứng nó là lại à, tính không này chú em ăn ngon miệng nha. Rồi xin mời em, nhà xa không có đem theo dĩa đây. Giỏi cười. Đây để giúp tên ở Singapore gửi cho em nha. Cảm ơn cô. Giỏi. Ngọt quá, ngọt rồi. Cái gì mà ngọt lý chừng chị cho bé nó cảm ơn dễ thương. Ngọt cỡ em không? Cảm ơn cô. Không nha em. Dạ chúc bà ngon miệng ạ. Dạ. Rồi chắc là mình đi được rồi đó. Nó khổ cài chứ chị. Đây chúc em ăn ngon miệng nha Phúc. Giỏi. Rồi đây bạn dấu tên gửi cho em. Giỏi lắm. Mày vô mày vô. Rồi dẫn em tới luôn đi con. Bé ơi. Đây. Chúc em ăn ngon miệng nha. Nó cảm ơn. Không, con trai kia kìa, con trai áo đỏ đứng lại. Vô hàng đi con. Chúc em ăn ngon miệng nha. Giỏi, đi về cẩn thận. Rồi bé áo trắng ơi.
lên trên đi con. Đây, bạn nhớ tên gửi tặng cho em nha. Cảm ơn. Rồi, giỏi. Rồi bé ơi lên đây nè. Áo đỏ ơi. Áo đỏ ơi, lại cho coi kìa con. Superman lên đây nè con, lại gì cẩm nè con. Đi trước nữa. Đây, chúc ăn ngon miệng nha. Nó cảm ơn. Giỏi. Rồi, bạn nhớ tên ở Singapore gửi tặng cho em nha. Rồi, giỏi lắm. Rồi, đi lên khỏi hàng, lên luôn con. Đây, chị chúc em ăn ngon miệng nha. Cảm ơn cô. Giỏi. Lên đây, lên đây. Chúc em ăn ngon miệng nha. Cảm ơn cô. Giỏi lắm. Mày vô, mày vô. Hey, chúc em ăn ngon miệng. Giỏi. Bé ơi lên đây nè. Đây, chúc em ăn ngon miệng. Cảm ơn. Giỏi. Giỏi. Chị ơi kêu lên giùm em với. Rồi bước lên đi kìa. Cô bé tóc xù. Chúc em ăn ngon miệng nha. Đây. Cảm ơn. Giỏi. Cầm tụi trái con. Đâu. Đây chúc Đông ăn ngon miệng nha. Giỏi. Đừng chén lắng từ đây, đưa dĩa đây cho cô. Rồi rất là ngon luôn nha. Rồi bạn nhớ tên ở Singapore gửi cho em nha. Giỏi. Ôi gớt rồi. Chết rồi, cẩn thận nha. Rồi ha, rồi. Em ém xuống chút. Ổn. Nếu mà cho thì không đủ này. Cảm ơn. Giỏi. Ơ cầm cẩn thận bé ơi, cầm cẩn thận nha con. Đi về đi con, xin được rồi, đi về đi con. Đi về đi ba con, đi về đi, cẩn thận nha. Ừ, cầm là quan. Đấy là đâu phải ăn đó. Rồi, chúc em ăn ngon miệng nha. Cảm ơn. Sao á? Rồi, bạn nhớ tên nữa cho em. Giỏi. Chúc bà ăn ngon miệng nha bà. Dạ. Ngon không bà? Sao mặn? Dạ. Đây, của bà nè bà ơi. Chúc bà ăn ngon miệng nha. Dạ. Đây, cái này của ai? Của bà đúng không? Dạ. Đây, chúc em ăn ngon miệng nha Thu. Giỏi. Đây, bạn nhớ tên Singapore gửi cho em nha. Giỏi. Dạ, chúc ăn ngon miệng à. Dạ. Dạ, mãi vô, mãi vô nha. Dạ rồi, chúc ăn ngon miệng à. Dạ. Ngon ơi, lên đây nè. Cho trả nhiều chút. Đây, chúc em ăn ngon miệng nha. Giỏi. Rồi, chúc hai mẹ con ăn ngon miệng à. Dạ. Đi. Rồi, cái này cô Yến nè em. Đây, Dung cầm đi để hơi rớt. Giỏi. Giống dĩa này, lấy dĩa tao quá, không nè. Nè.
Mày vô, mày vô nha. Đây, chúc em ăn ngon miệng nha. Dạ không hết à, còn nhiều lắm à. Mọi người cứ từ từ nha. Má ngồi dậy ăn với ổng. Để thì để lớn. Rồi, đây, chúc ăn ngon miệng à. Sao tôi xíu cái gì nhà cấp có một chuyện. Ăn với bà chứ ăn mình ơn đâu. Cũng ngon mà. Tao ơi, ghê vậy đó. Thẳng cụ quá không? Ông đi của ông cho nhiều chiếc nậu. Dạ, mày nhớ tên xin cho bao gửi cho chú Tư nha. Dạ. Dạ, không con, dạ chân nó con. Tội nghiệp lắm, cho nhiều nhiều chú Tư ăn được 2 buổi. Nó chơi đừng buồn đó con. Cảm ơn chúc ăn ngon miệng à, dạ. Nóng. Thế thì mà sao vẫn còn nóng. Ừ. Dạ rồi, đây ông ơi, con chúc ông ăn ngon miệng nha, cầm cẩn thận nóng nha. Dạ. Rồi bé ơi, của em đây. Giỏi. Dạ, chúc ăn ngon miệng à. Dạ. Đây, chúc em ăn ngon miệng nha. Giỏi. Còn ai chưa có lại nhận nha mọi người ơi. Rồi, đây, chúc ăn ngon miệng à. Dạ. Ăn ngon miệng rồi, nha. Rồi cảm ơn bốn con dạ. Luôn nha. Dạ. 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 Đứng dậy nắng. Dạ, chúc em ăn ngon miệng à. Dạ. Dạ. Bốn con. Rồi có xin mời à. Đây, chúc ăn ngon miệng ạ. À. Dạ. Đếm đi chị. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 phần. Kệ kệ kệ. Thì cho trả nhiều một chút. Tại cho trả nhiều hồi nãy ta làm rớt lên chút. Bỏ nó ra đi nhìn vô. Vậy quay đó chị, bỏ ra đi, bỏ cái hai miếng nó ra. Rồi xin mời vô xếp hàng nha. Một hai ba. Rồi xin mời em qua đây. Đây, đưa nè. Hoài nha, bữa bắt mày. Đây bé ơi, chúc em ăn ngon miệng nha. Cảm ơn. Cảm ơn con. Giỏi. Rồi đi ra đi. Bé ơi. Bé ơi, hôm nay xin rồi con. Con xin cho bà Sáu con. Bà Sáu đâu? Sáu. Đây, chúc em ăn ngon miệng nha, giỏi. Ừ, xin hộp cái cô không có đem dĩa lại. Bà vô hàng không, bà xin gì bà vô hàng. Ôi, thôi rồi nè, mày vô sắp đi, không có bỏ đi. Ờ, bỏ đi. Năm cái chỗ gì vậy? Rồi, còn ai chưa có không? Xin cho bà Sáu đi không được. Ờ, rồi. Dạ, chúc ăn ngon miệng à, dạ. Đây chúc em ăn ngon miệng nha. Giỏi. Mà đi ở nhà, mà biết đi nhà không đi nhà.
Dạ được, dạ được cô. Cho đi chị. Dạ, chúc ơn ông miệng à. Dạ. Cô ông nội với mình đi. Cô ông nội với nè. Còn hai không? Còn bà. Bà ơi, lên đây nha bà. Rồi đem giá trả cho người ta. Cảm ơn. Chúc ăn ngon miệng à. Dạ, vậy là bà lấy rồi. Dạ, cô đợi xíu nha cô. Đợi xíu nha. Rồi bé ơi, xin mời em lên đây. Đây. Rồi, đây đây đây. Nó cảm ơn. Cảm ơn cô. Rồi, cầm cẩn thận nha. Cầm được chú mắt. Dạ, chúc ăn ngon miệng à. Dạ. Quá ngon luôn. Em xin cho ai vậy Thu? Xin cho mẹ. Mẹ em đi làm rồi gặp chú về đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, đây, cái này của mẹ em nha. Giỏi. Này, chúc em ăn ngon miệng nha. Nói cảm ơn. Đúng rồi, phải nói cảm ơn, không là giật với sôi lại đó. Ít lại xíu, không đủ. Dạ, đây, chúc ăn ngon miệng à. Dạ. Ba lấy đây đi ba. Dạ, đây à. Cảm ơn nha. Dạ, không có gì đâu à. À, có đủ hết rồi. Mình xong cô này, mình tiếp tục di chuyển qua một chỗ mới nữa. Này, chúc ăn ngon miệng à. Dạ. Bơ sữa 10.000 ba ổ. Bánh bông lan bơ sữa 10.000 một bánh. Bánh bông lan chay 10.000 một bánh. Đặc biệt thơm luôn. Dạ, đây à. Dạ. Cô. Còn ai chưa có nữa không? Bánh bông lan bơ sữa 10.000 một bánh. Dạ, chúc cô ăn ngon miệng à. Dạ. Còn 10 phần chị? Ừ. Còn 10 phần nữa chị ơi. Đây, con dĩa này là cho bà bị bệnh ra không được ha chú. Dạ rồi, chúc ăn ngon miệng à. Dạ. Dạ, chị, dĩa. Đây, chúc bà ăn ngon miệng à. Dạ. Dạ ơi, chúc chúc cũng được. Có lòng rồi. Rồi xin mời bước qua đây à. Chẳng mất. Rất là ngon luôn. Còn mấy phần nữa. Còn mấy phần nữa mấy anh. Đây. Năm phần. Bạn nhớ tên gửi tặng à. Rồi cảm ơn. Yeah. Dạ, em rồi xin mời người tiếp theo. Đây chúc cô ăn ngon miệng à. Rồi tới bé gái nha. Rồi đưa cái tô đi luôn đi ạ. À. Đây còn hai phần nữa hả chị? Ba phần nữa nhanh tay thì còn chậm tay là hết nha. Tắm vô bao tắm. Chị ơi, cái gì áo đỏ. Đây, chúc ăn ngon miệng à. Còn 3 phần nữa. Kìa, chị ba lấy dĩa của cô. 2 phần nữa. Hai phần rất là cấu. Dạ, chúc ăn ngon miệng à. Dạ. Quá đầy luôn rồi, không hết luôn. Rồi đây, chúc ăn ngon miệng à. Cảm ơn chị. Dạ.
Còn ba cái trứng. Hai phần nữa chị. Dạ. Hai chồng mới đi cắt cỏ về hả cô? Hai người cắt cỏ mới về. Dạ. Rồi vậy con cho hai vợ chồng luôn mỗi người một phần ha. Dạ. Dạ. Ôi, ôi. Giò văng luôn. Không sao, chưa đổ gì, đổ hai cái trứng cút. Đổ hai. Chị Dung à, ba trứng rồi đó. Không, cho anh Dung là sao cho đây, cần con một phần nha. Dạ. Còn một phần nữa. Hết luôn rồi đó. Ăn mà nó cứ nhảy ra hoài. Thôi, có gì kìm nén lại cưng. Rồi, chúc hai chồng ăn ngon miệng nha. Dạ. Dạ, à, ngày hôm nay thì bốn chị em rất là vui mừng và hạnh phúc luôn khi mà được thay mặt cho bạn giấu tên ở Singapore cho tặng đến cho các bà con ở xóm Khmer 200 phần xôi, ở trong đó là 170 phần xôi mặn và 30 phần cho sư thầy. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn rất là nhiều. Chúc cho bạn luôn luôn có nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và hạnh phúc nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.